Đại tướng Văn Tiến Dũng, nhà chiến lược quân sự tài ba, biên tập Thi. Chiều 24 tháng 4 năm 2017, tại Bảo tàng Quân đội, Cục Chính trị Bộ Quốc phòng khai mạc triển lãm Đại tướng Văn Tiến Dũng, cuộc đời và sự nghiệp. Sáng 27 tháng 4, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và thành phố Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng. Ông sinh ngày 2 tháng 5 năm 1917, mất 17 tháng 3 năm 2002, là một vị đại tướng quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Bộ Quốc phòng, Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, một trong những tướng lĩnh danh tiếng của Việt Nam, người chỉ huy trực tiếp chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Tướng Văn Tiến Dũng còn có bí danh là Lê Hoài, sinh ngày 2 tháng 5 năm 1917 tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Nhà nghèo, không có ruộng đất, mẹ mất sớm, cậu bé Văn theo cha ra Hà Nội làm thuê. Năm cậu 15 tuổi, người cha đột ngột qua đời. Văn Tiến Dũng phải bỏ học, về nhà trợ giúp người anh làm nghề thợ may. 17 tuổi, Văn Tiến Dũng ra Hà Nội làm công cho xưởng dệt Thanh Văn, xưởng Đức Sương Long, Cự Trung. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 năm 1937. Từ năm 1939 đến 1944, ông bị thực dân Pháp bắt giam 3 lần, vượt ngục 2 lần. Tháng 11 năm 1939, ông bị Pháp bắt đẩy đi nhà tù Sơn La. 2 năm sau, trên đường bị áp giải từ Sơn La về Hà Nội, ông đã trốn thoát. Tháng 12 năm 1942 đến tháng 3 năm 1943, mất liên lạc với Đảng Cộng sản, ông hoạt động độc lập dưới danh nghĩa nhà sư tại chùa Bột Xuyên, nay thuộc huyện Mỹ Đức, Hà Nội, để tìm cách móc nối với cách mạng. Ông từng đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, Bí thư xứ ủy Bắc Kỳ năm 1944. Ông từng bị chính quyền thực dân Pháp kết án tử hình. Tháng 4 năm 1945, ông được cử làm ủy viên thường vụ Ủy ban Quân sự Cách mạng Bắc Kỳ, Bộ Tư lệnh Quân sự miền Bắc, Đông Dương, được phân công phụ trách tổ chức chiến khu Quang Trung, kiêm bí thư khu ủy chiến khu Quang Trung. Tháng 8 năm 1945, ông chỉ đạo vũ trang giành chính quyền ở các tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình và Thanh Hóa. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, ông được giao nhiệm vụ thiết lập chiến khu 2 gồm 8 tỉnh phía Tây Bắc và Tây Nam Bắc Bộ. Làm chính ủy chiến khu, tham gia Quân ủy Trung ương. Tháng 12 năm 1946, ông là Cục trưởng Cục Chính trị Quân đội Quốc gia Việt Nam, nay là Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương. Tháng 2 năm 1947 là Cục trưởng Cục Chính trị. Ngày 20 tháng 1 năm 1948, ông được phong hàm thiếu tướng trong đợt phong tướng đầu tiên của nhà nước Việt Nam. Tháng 1 năm 1951, ông được giao thành lập và chỉ huy Đại đoàn Đồng bằng, Đại đoàn 320, tư lệnh kiêm chính ủy. Ông thực hiện chỉ huy 8 chiến dịch, làm thay đổi cục diện địch ta tại Đồng bằng Bắc Bộ. Tháng 11 năm 1953, kết thúc thắng lợi chiến dịch phản công, đánh bại cuộc hành quân Hải Âu của quân đội viễn chinh Pháp tại Tây Nam Ninh Bình, ông trở về Việt Bắc, nhận quyết định Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, tham gia Tổng Quân ủy. Tháng 5 năm 1954, ông làm trưởng đoàn đại biểu Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam trong Ủy ban Liên hiệp Đình chiến về thi hành Hiệp định Geneva. Đây cũng là thời gian gián đoạn chức vụ Tổng Tham mưu trưởng Quân đội của ông, từ tháng 11 năm 1953 đến tháng 5 năm 1978.
Năm 1958, ông được phong vượt cấp từ thiếu tướng lên thượng tướng. Năm 1974, ông được phong hàm đại tướng quân đội nhân dân Việt Nam. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông cùng với Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh tổ chức tốt huấn luyện, hậu cần, đảm bảo cho lực lượng vũ trang cả nước tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Tổ chức tốt lực lượng phòng không, không quân ta đánh bại chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ, chiến thắng ngay trên bầu trời Hà Nội, buộc Mỹ phải ký kết Hiệp định Paris rút quân khỏi Nam Việt Nam. Ông trực tiếp chỉ đạo nhiều chiến dịch lớn như chiến dịch Đường Chín Nam Lào 1971, chiến dịch Trị Thiên 1972, chiến dịch Tây Nguyên 1975. Tháng 4 năm 1975, ông giữ chức tư lệnh chiến dịch giải phóng Sài Gòn Gia Định, sau đổi tên thành chiến dịch Hồ Chí Minh. Từ năm 1979 đến năm 1986, Đại tướng Văn Tiến Dũng chỉ huy quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc và Tây Nam chống lại quân Trung Quốc xâm lược và dẹp quân diệt chủng Pol Pot, tấn công quân Pol Pot và giúp nhân dân Campuchia bảo vệ hòa bình. Từ tháng 5 năm 1978 đến năm 1986, ông là Phó Bí thư thứ nhất, rồi Bí thư Quân ủy Trung ương. Từ tháng 2 năm 1980 đến 1986, ông giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Đại tướng Văn Tiến Dũng là một nhà quân sự thao lược và vũ dũng, đánh táo bạo, bất ngờ vào nơi hiểm yếu của địch, đòi hỏi tính quyết đoán, thông minh của người chỉ huy, hiểu biết sâu sắc về địch, làm cho địch khiếp sợ, đem lại chiến thắng quyết định trong các trận chiến đấu cụ thể, cũng như nhiều chiến dịch mang ý nghĩa chiến lược. Cách đánh này đã trở thành nét đặc sắc trong nghệ thuật chỉ huy của Đại tướng Văn Tiến Dũng ở cả tầm chiến dịch và chiến lược. Nghệ thuật chọn mục tiêu tiến công, sử dụng cách đánh nở hoa trong lòng địch của Đại tướng Văn Tiến Dũng được phát huy ở tầm cao trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và trong tương lai. Đó cũng là nét đặc thù, sáng tạo, là một trong những nội dung của nghệ thuật lấy yếu chống mạnh, lấy vũ khí chưa hiện đại chống lại vũ khí hiện đại của địch. Đại đoàn 320 được thành lập vào đầu tháng 1 năm 1951 tại khu rừng Mống Lá, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, với mật danh là Đại đoàn Đồng Bằng, do Thiếu tướng Văn Tiến Dũng là tư lệnh kiêm chính ủy. Ngày 16 tháng 1 năm 1951, Đại đoàn Đồng Bằng ra quân trận đầu, diệt 9 đồn địch tại Kim Bí, Tây Đằng, Phố Ná, Vật Lại, Vật Phụ, Cao Độ, Phú Hữu, Quang Húc, Cao Lĩnh. Đến ngày 7 tháng 2 năm 1951, Đại đoàn Đồng Bằng làm lễ ra mắt tại đỉnh Móng Lá, xã Yên Quang, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Lực lượng địch ở đây hầu hết là quân Âu Phi, hệ thống bố phòng khá vững chắc, nhưng thế phòng ngự lại bộc lộ nhiều sơ hở, vành đai ngoài cứng, công sự kiên cố do quân Âu Phi chiếm giữ, nhưng hệ thống đồn bốt bên trong lại yếu và mỏng. Đánh sâu từ trong, ta sẽ tạo được thế bất ngờ, nơi mà địch chủ quan nhất. Ngay trong đêm, bộ đội và dân quân du kích diệt gọn 9 đồn địch, mở rộng vùng căn cứ du kích. Trận tiến công đánh thẳng vào cụm cứ điểm ở thị trấn Phát Diệm đêm 20 tháng 12 năm 1951 là một điển hình của nghệ thuật chọn hướng tấn công, chọn mục tiêu tấn công. Điển hình của cách đánh nở hoa trong lòng địch. Nhận nhiệm vụ, Đại đoàn 320 đang huấn luyện ở Thanh Hóa đã cấp tốc hành quân về địa bàn đồng bằng sông Hồng. Bí mật, táo bạo, bất ngờ, thọc sâu vào vùng địch hậu Phát Diệm, Ninh Bình. Phát Diệm là đầu não của địch ở vùng Thiên Chúa Giáo, là một cụm cứ điểm rắn và hiểm trở do hệ thống kênh mương chia cắt rất phức tạp, là khu căn cứ hậu phương an toàn của địch, nằm sâu trong hành lang phòng ngự vòng ngoài. Các đơn vị ta đã vượt qua hơn 20 km dày đặc đồn bốt địch và sông rạch, sình lầy, bất ngờ nổ súng tiến công. Chỉ trong một đêm,
quân ta đã tiêu diệt và làm tan rã 10 cứ điểm lớn nhỏ, sau đó tiêu diệt toàn bộ lực lượng cứu viện của địch, phát triển ra đánh vỡ vành đai vòng ngoài, tiêu diệt, bức rút, bức hàng hàng loạt vị trí, tạo điều kiện đẩy mạnh phong trào chiến tranh nhân dân địa phương, mở rộng vùng giải phóng và các khu du kích ở Ninh Bình. Tháng 1 năm 1952, toàn đại đoàn vào hoạt động nội tuyến ở tả ngạn sông Hồng, biến hậu phương địch thành tiền phương của ta, đánh bung ra những khu vực rộng lớn ở đồng bằng. Toàn đại đoàn đã mở tiến công tiêu diệt lớn quân địch ở Thái Bình, xây dựng và củng cố hàng loạt khu du kích, mở toang nhiều vùng giải phóng, tạo thành thế trận chiến tranh nhân dân, tiến công địch ngay trong vùng đồng bằng tả hữu ngạn sông Hồng. Tháng 11 năm 1953, trên cương vị Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Văn Tiến Dũng đã có những đóng góp quan trọng trong công tác tham mưu giành chiến thắng vang dội trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ. Mùa xuân 1975, hai vấn đề nổi bật nhất của toàn bộ kế hoạch giải phóng Sài Gòn là cách đánh và mục tiêu phải đánh. Đánh như thế nào cho nhanh, chắc thắng, đập tan hệ thống tổ chức quân đội và chính quyền Sài Gòn, phá tan bộ máy chiến tranh. Nhưng để thành phố ít bị tàn phá nhất, không làm thiệt hại nhiều tính mạng người dân, tài sản, để cuộc sống nhanh chóng trở lại bình thường là trăn trở của người tư lệnh chiến dịch. Cách đánh được chọn là dùng một lực lượng thích hợp trên từng hướng, bao vây, chia cắt, chặn giữ, không cho địch rút về Sài Gòn, tiêu diệt và làm tan rã tại chỗ các sư đoàn bộ binh chủ lực của địch phòng thủ vòng ngoài. Đồng thời, dùng đại bộ phận lực lượng nhanh chóng thọc sâu, chiếm các địa bàn then chốt vùng ven, mở đường cho các binh đoàn đột kích cơ giới, đánh thẳng vào 5 mục tiêu chủ yếu trong nội thành, gồm Bộ Tổng Tham mưu, sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đô, Tổng nha Cảnh sát và Dinh Độc lập. Diễn biến trận quyết chiến chiến lược đã diễn ra gần đúng như kế hoạch. Khi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bất ngờ quyết định rút bỏ địa bàn chiến lược Tây Nguyên xuống các tỉnh Duyên Hải, miền Trung, ta chưa tính phương án địch rút chạy bỏ cả Tây Nguyên nhanh như vậy. Từ Hà Nội, Bộ Chính trị chỉ đạo không truy kích địch xuống ven biển miền Trung mà yêu cầu tập trung lực lượng phát triển tiến công dọc theo Tây Nguyên đến Đắk Nông, Bình Phước rồi tiến xuống áp sát Sài Gòn. Khi nhận được điện, Đại tướng Văn Tiến Dũng băn khoăn. Ông thấy không hợp lý vì địch rút rất đông, tạo cơ hội để ta truy kích tiêu diệt, đồng thời mở ra khả năng chia cắt chiến lược, thế bố trí của địch. Bên cạnh đó, việc yêu cầu bộ đội dừng lại, chuyển hướng tiến công không đơn giản. Lúc này, bộ đội đang khí thế đánh thắng, gấp rút truy kích địch. Đại tướng bàn với Bộ Tư lệnh Chiến dịch, theo dõi nắm thêm tình hình diễn biến, rồi sẽ báo cáo cụ thể với Hà Nội. Nhưng ngay sau đó, ông nhận được bức điện thứ hai, yêu cầu thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Chính trị như tinh thần nội dung bức điện thứ nhất. Trả lời bức điện, Đại tướng cho biết tình hình cụ thể sẽ được ông Võ Chí Công, lúc đó đang phụ trách Liên khu 5, ra Hà Nội báo cáo, đồng thời đề nghị Bộ Chính trị cho phép Bộ Tư lệnh căn cứ vào diễn biến cụ thể tại chỗ để quyết định kịp thời. Ông tin rằng quyết định phát triển tiến công xuống đồng bằng ven biển miền Trung là hợp lý và sẽ tạo ra tình thế đột phá về chiến lược mới. Đó là điều cần làm và ông xác định sẵn sàng nhận trách nhiệm đối với diễn biến trên chiến trường. Thực tế cho thấy quyết định trên là đúng đắn vì đã giúp quân ta chớp thời cơ giải phóng nhanh Huế, Đà Nẵng, hai thành phố lớn có vị trí cực kỳ quan trọng, mở ra thời cơ lớn có thể sớm kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Hành động quyết đoán, sẵn sàng chịu trách nhiệm và nhãn quan chiến lược của Đại tướng Văn Tiến Dũng trong cuộc tổng tấn công mùa xuân năm 1975 theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà về một mặt nào đó có thể so sánh với quyết định thay đổi phương châm tác chiến chiến dịch từ đánh nhanh giải quyết nhanh chuyển sang đánh chắc tiến chắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ Tư lệnh Chiến dịch
trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ xuân hè 1954. Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận xét: Đại tướng Văn Tiến Dũng, một vị tướng có tinh thần quyết thắng lớn và tài thao lược xuất chúng, một người cộng sản kiên cường, bất khuất, đã cống hiến cả cuộc đời cho lý tưởng của Đảng, cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Là vị tướng cầm quân xuất sắc, Đại tướng Văn Tiến Dũng còn là một nhà lý luận quân sự khoa học tài ba, có nhiều đóng góp to lớn vào kho tàng lý luận và nghệ thuật quân sự Việt Nam, lý luận và nghệ thuật lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh nhân dân. Ông dành nhiều tâm huyết cho ra đời những tác phẩm quân sự có giá trị với những nguyên tắc như: địch thế nào, ta đánh thế, ta có gì đánh đấy, đánh thế nào, huấn luyện thế ấy. Công trình tiêu biểu: Mấy vấn đề về nghệ thuật quân sự Việt Nam, giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ năm 2007. Đại thắng mùa xuân, chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945-1975, thắng lợi và bài học, là những pho sử cẩm nang quân sự quý. Không chỉ là vị tướng giỏi trận mạc, nhà khoa học quân sự tài năng, Đại tướng Văn Tiến Dũng còn là nhà ngoại giao, nhà chính trị giỏi. Ông từng làm trưởng đoàn đại diện quân đội ta tại hội nghị Trung Giã. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đánh giá: Cả cuộc đời anh Văn Tiến Dũng gắn liền với sự nghiệp đấu tranh cách mạng Việt Nam, gắn trực tiếp với con đường binh nghiệp. Anh Văn Tiến Dũng tài về quân sự, giỏi cả về chính trị. Anh đã đóng góp phần quan trọng vào nghệ thuật quân sự và nghệ thuật chiến tranh nhân dân. Với những đóng góp to lớn, Đại tướng Văn Tiến Dũng được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Huân chương Sao Vàng 1995, Huân chương Hồ Chí Minh 1979, Huân chương Quân công hạng nhất, nhì. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông, mùng 2 tháng 5, các hoạt động như triển lãm Đại tướng Văn Tiến Dũng, cuộc đời và sự nghiệp, hội thảo khoa học Đại tướng Văn Tiến Dũng với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nội đã được tổ chức tại Hà Nội. Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, thành phố Sơn La và thành phố Hồ Chí Minh có con đường mang tên Văn Tiến Dũng, tri ân và ghi nhận công tích của ông, vị tướng văn võ song toàn, mưu lược tài ba trong sự nghiệp chiến đấu, giành và giữ độc lập dân tộc. Và đúng là tôi rất cảm động trước cái sự có mặt rất nhiều người là cùng thời với đại tướng hoặc là làm lính của đại tướng. Và đến hôm nay thì thực tế làm lính với đại tướng, nhưng mà đến hôm nay thì mới hiểu thấu được những cái bước thăng trầm của đại tướng trong cái bước đường phục vụ cách mạng của mình. Đúng là một con người đi lên từ là chân đất, đúng là mặc áo lính để đi lên trở thành một người tướng lĩnh tài ba. Tôi cảm nhận như vậy. Đúng như hôm nay tôi mới thấy được cái giá trị lớn lao của đại tướng. Trước đây thì mình chỉ biết đó là thủ trưởng của mình thôi, chứ còn chưa biết được là để trở thành một thủ trưởng như thế thì vị đại tướng này đã phải trải qua những cái bước thăng trầm như thế nào, từ chân lấm tay bùn, từ tù ngục cho đến khi là trở thành, mà tôi tính ra là tôi nhầm tính là 26 năm làm tổng tham mưu trưởng. Mà các chị biết đấy, tham mưu trưởng là bộ não của Bộ Tư lệnh trong các cái cuộc chiến đấu, trong các cái trận đánh bình thường cho đến tổng các cái trận đánh lớn ấy, thì bao giờ vai trò tổng tham mưu trưởng cũng hết sức quan trọng. Đó là một cái nhân vật, là một học trò xuất sắc của cụ Hồ, rồi thì là một cái vị tướng có tài của quân đội, tài thao lược, mà như trong cái diễn văn đã nói đúng là làm chính ủy sư đoàn 320, mà như vậy là một cán bộ chính trị, một cán bộ quân sự, một cán bộ chính trị rồi thành cán bộ quân sự, và khi trở thành một cán bộ quân sự rồi thì vẫn hết sức thương yêu lính. Là chiến dịch xuân 75 là đỉnh cao của đất nước ta trong cuộc kháng chiến vệ quốc.
thì Đại tướng Văn Tiến Dũng là người tư lệnh của cái chiến dịch đấy, thì tôi nghĩ đó là một con người xứng đáng là được vinh danh. Và cái sư đoàn tôi là ra bảo vệ trên phía Bắc, thì Đại tướng đã lên sư đoàn tôi, và tôi thấy Đại tướng đến tận nơi, đến chốt mà từ chốt có thể nhìn nó ngòm sang bên kia, bên dưới được. Thì tôi nói là khi đó không ai nghĩ đó là Đại tướng. Trước đó là có đồng chí Lê Trọng Tấn, rồi sau đó là Đại tướng Văn Tiến Dũng với tư cách là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mà lên tận biên giới để mà xem trận địa bộ đội như thế nào, ăn nghỉ như thế nào, thì đó là tôi nghĩ là một con người hết sức thương yêu lính. Tôi là Nguyễn Văn Tích, là bộ đội của đại tá nghỉ hưu của Viện Bảo tàng Quân đội. Trước khi tôi nghỉ hưu là tôi ở Bảo tàng Quân đội. Tôi ở Bảo tàng được hơn 10 năm, rồi tôi về hưu. Trước đây thì tôi ở đơn vị bộ binh chiến đấu trên trường khu 5, rồi sau đó là ra bảo vệ biên giới phía Bắc, gần 30 năm ở trong chiến tranh. Về cơ quan bộ thì chỉ được hơn 10 năm thôi, cho nên là chủ yếu là người lính. Đây là hai người con của cố Đại tướng Văn Tiến Dũng, người con gái cả là Văn Minh Tâm và người con trai là ông Văn Tiến Tình. Trước tiên là cũng xin cảm ơn là tất cả các cơ quan chính quyền của Đảng và Nhà nước đã tổ chức cho một cái lễ cho ông cụ tôi tròn 100 tuổi sinh ngày đấy. Nếu còn đứng về gia đình thì chúng tôi ấy là thế hệ kế tiếp, nhưng mà được một cái là đi theo lời dạy của ông bố. Ông bố khi chúng tôi còn nhỏ thì còn là dạy một cái là học tập cho nó tốt. Khi bắt đầu lớn lên hiểu biết rồi, mà đặc biệt là cái lời dạy của cụ riêng đối với tôi, thì tôi được tiếp xúc với cụ được ít hơn vì tôi đi xa nhiều. Nhưng chỉ có một điều mà tôi nhớ mãi, cụ dạy tôi là không làm điều gì ảnh hưởng đến uy tín của gia đình, truyền thống cách mạng. Cụ thể là cụ đã cho tôi một cái 4 bức ảnh thời kỳ Mỹ Diệm, trong đó cắt từ báo Nhân Dân ra 4 bức ảnh cực kỳ là tàn bạo. Thế cụ bảo nhớ lấy cái này, đây là mối thù dân tộc mà con cần phải đóng góp để trả thù đấy. Thế và từ đó trở đi chúng tôi hoàn thành tất cả mọi nhiệm vụ, mặc dù trong trường hợp nào đi khắp các chiến trường cũng vẫn như thế. Bác đi chiến trường bác? Bộ đội. Tôi là coi như là cả cuộc đời là quân đội và là người trực tiếp đi chiến đấu. Bác ơi, khi có bao giờ mà vì bố mình là một vị chỉ huy lớn ở trong quân đội mà bác từng được ưu ái trong với cương vị người lính của mình không hả bác? Nói chung là điều này thì như là cái lời dạy của ông bố tôi, thì tôi không bao giờ nghĩ đến là bố mình này thế nào làm việc đấy. Tôi chỉ nghĩ là bố là có việc của bố, con có việc của con, miễn là phải làm sao làm cho nó tốt việc của mình, chứ còn ưu ái hoặc đòi hỏi thì không có. Mà tôi cũng không có một cái suy nghĩ gì là yêu cầu hay là xin cái việc này hay việc khác. Rất cảm ơn bác Tình ạ. Chào bác Tâm. Vâng, là một người con gái của một vị đại tướng và cũng là một trong những người mà có công lớn với đất nước, thì bởi những đóng góp của đại tướng cho nên là theo quan niệm chung của dân gian thì chắc chắn là gia đình cũng sẽ có những cái ưu ái nhất định. Thì bác có bao giờ mà được hưởng những cái ưu ái của nhà nước, hay là nói chung là cái vì cái uy danh của cha mình ấy mà là mình được, tức là được hơn những người khác?
Tôi thì nói thật này, tôi chỉ thừa hưởng cái lý lịch của ông cụ, chứ còn ngoài ra tôi không được hưởng cái gì khác. Đấy, từ vật chất cho đến tinh thần cho đến tất cả các thứ. Mà bây giờ chỉ có nhớ là ông bố dạy cái gì thì làm đúng theo cái đó. Đấy. Thế và trong sinh hoạt hàng ngày hay trong cơ quan, trong việc hàng ngày là không ai biết tôi là con ông Dũng. Nếu có, không có người biết. Đấy. Tôi chỉ kể một chuyện là có một đồng chí sinh hoạt chi bộ với tôi một năm trời. Và sau đó đồng chí hỏi là thế ông cụ nhờ chị thì là bây giờ ở đâu? Tôi bảo ông cụ tôi ở quê. Thế ông cụ anh còn sống à? Vâng, anh còn sống. Đấy. Và sau đó có một cậu nó biết tôi. Nó bảo ui giời ông ơi, ông ở một năm trời mà không biết đấy là con ông Dũng. Đấy, chứng tỏ là tức là tôi sống không có cái gì để thể hiện ra mình là con của cụ cả. Mà mình chỉ có cái là mình là con của cụ thì mình phải làm đúng bổn phận, xứng đáng với cụ. Thế thôi.